Hoàng Việt Long Hưng Chí, tác giả Ngô Giáp Đậu, ban biên tập trang Việt Sử .org, hồi thứ ba, mở đầu bằng hai câu thơ: Hãm Phú Xuân, quận Công Trình đại bại, vào gia định đô đốc giật tử trận. Lại nói Trần Duy Trung thấy Nam Triều thế yếu, muốn bán nước cầu vinh, bèn làm một bài thơ định đem đến ít kiến Hoàng Ngũ Phúc hiềm vì không có người tiến cử, Duy Trung bèn tìm đến dinh quân Bắc đánh tiến trước để thăm dò xem ý tứ của ngũ phúc như thế nào. Quân tiên phong bên trịnh được lệnh cho đưa vào. Trần Duy Trung bèn lấy bài thơ trình lên Hoàng Ngũ Phúc. Bài thơ ấy có câu Thập thế yếm văn tần pháp lệnh Bách niên phục đồ hán uy nghi Dịch nghĩa mười chúa chán nghe tần pháp lệnh trăm năm lại thấy hán uy nghi hoàng ngũ phúc hất hàm ra hiệu trung bèn nói người nam oán ghét trương phúc loan đến tận xương tủy tướng quân giúp người nam trừ được mối hại ấy công đức lớn lao khác nào núi hải vân biển cửa hàn duy chúng tôi vì thế đến quân doanh xin được tướng công sai phái hoàng ngũ phúc hỏi nay ta tiến quân vào phú xuân thì nên đi đường thủy hay đường bộ Trung liền đáp. Quân Nam không quen đánh bộ, nhưng thủy chiến là môn sở trường. Bình Pháp nói, bỏ chỗ chắc, đánh chỗ lỏng. Nay tướng quân mới từ xa đến, xin đừng đọ sở trường với quân Nam. Tướng quân cứ theo đường bộ là hơn. Phúc khen là phải, bèn lưu duy trung ở lại trong quân, giữ cho chức câu kê. Sau đó, Phúc gửi thư cho Nam Triều nói, giặc Tây Sơn chưa trừ được, xin hội quân ở Phú Xuân để tiện đối phó định vương Nguyễn Phúc Thuần triệu đình thần đến bàn bạc, rồi sai tôn thất tiệp làm thống binh và thuộc nội cai đội đăng, đội đặng, chỉ huy quân cấm vệ để phòng giữ. Lại sai bọn tuyên chính và thành đức ra trá hàng để dụ quân trịnh. Sai cai đội phẩm bình đến hai dinh quang Quảng Bình và bố chính chiêu dự các hào mục địa phương ứng nghĩa, chia đi đóng đồn ở các nơi để quấy nhiễu phía sau lưng quân trịnh không may phẩm bị quân trịnh bắt ngũ phúc tra hỏi biết được mưu trá hàng bèn sai các tướng khác là bọn nguyễn tiến khoan hoàng phùng cơ đem quân đánh bại tôn thất tiệp quân của cai đội đặng không đánh cũng tự tan vỡ ngũ phúc bèn cho tiến quân đến đóng ở xã bái đác định vương sai tôn thất trí thất trí là con thứ sáu của thế tông nguyễn phúc khoát làm tiết chế bộ binh tôn thất doanh làm tiết chế thủy binh tĩnh diệp hầu nguyễn đăng trường làm tham tán quân cơ quản lĩnh đội thuyền hai đạo chia đường tiến quân đánh trịnh ở đồn lương phúc quân nam không thắng được lại dàn trận đánh quân trịnh trên sông phù lễ hoàng ngũ phúc sai nguyễn tiến khoan cầm quân nghênh địch hoàng phúc cơ đem quân chặn phía sau tôn thất trí đại bại trí phải cho người về kinh phú xuân báo tin định vương bèn sai gọi tôn thất trí trở về sai trường dinh là quận công nguyễn văn chính đưa các quân dinh thủy bộ đi chống cự với quân trịnh bấy giờ tinh binh mãnh tướng của nam triều đều đã điều vào quảng nam đánh quân tây sơn từ sông hiền sĩ trở ra binh tướng phần nhiều là loại già yếu không luyện tập chiến đấu vì thế quân trịnh đi đến đâu bọn họ không đón đường xin hàng thì cũng mở lũy chạy trốn Hoàng Ngũ Phúc thừa thắng tung quân đuổi dài, tiến sâu vào giải đất Nam như vào chỗ không người. Ngũ Phúc nhân đó quay lại hỏi Duy Trung. Ngày xưa lúc Chúa Tiên Nguyễn Hoàng mới vào Nam, nghe nói có nàng Ngô Mỹ nhân lập kế đánh tan quân nhà Mạc. Lại có người tiết phụ họ Trần đem quân ứng nghĩa báo thù cho chồng, không biết có thật không? Chú thích Ngô Mỹ Nhân, chỉ nàng Ngô Thị Lâm, người thiếp xinh đẹp của Nguyễn Hoàng, khi Nguyễn Hoàng đóng quân ở Ái Tử, Ngô Thị Lâm tự nguyện thi hành kế mỹ nhân để quân phục kích của Nguyễn Hoàng giết tướng Mạc là Lập Bạo. Tiết Phụ Họ Trần là vợ của Hự Trương Trà, người xã Diên Trường, huyện Phú Vang, Thừa Thiên. Năm 1571, Trương Trà bị bọn Nghĩa Sơn phục kích giết chết. Trần Thị nghe tin nổi giận, mặc quần áo đàn ông, thúc quân tiến đánh trả thù cho chồng, bắn chết Nghĩa Sơn tại trận. Duy Trung đáp, Xin tướng quân chớ hồ nghi mà đánh giá dân Nam Triều chúng tôi không bằng hạng đàn bà con gái, xứ đảng trong này cũng lắm anh tài chỉ vì triều đình không biết trọng dụng cho nên tướng quân mới vào đây được dễ dàng như thế nay quân bắc đã vào sâu trong đất địch tướng quân nên cẩn thận trong phép dùng binh phải có mưu kỳ kế lạ để phòng bị mới bảo toàn thắng lợi nếu không thì như việc nguyễn đình hùng đánh úc ở châu nam bố chính nguyễn hữu tiến đánh tan quân của phạm tất hoàn nguyễn hữu giật đánh đuổi khiến cho trịnh đào phải đem quân rút chạy tống hữu đại đuổi dài lê thị hiến năm nào những trận đánh ấy quân lính bắc triều lạnh thấu xương trong tâm trí của người nam tưởng cũng chưa lâu lắm Hai người đang nói chuyện vãn thì quân do thám vào báo tin tướng bên Nam là Nguyễn Văn Chính, sau khi nhận chức thống quân các dinh thủy bộ, liền nghiêm lệnh khép tội, cai đội đặng, tự ý lui quân, xử trảm để gian quân sĩ, hiện đang dẫn quân ra tiến đánh quân Bắc. Chẳng bao lâu quả nhiên Văn Chính gặp quân Bắc, liền dàn trận đánh, Hoàng Ngũ Phúc thấy bên quân Nam cờ xí ngập đất, kiếm kích tua tủa, bên quay lại nói với các tướng, đội quân này cũng khá đấy, Quân hai bên giao chiến mấy hiệp, quân Nam tuy hăng hái nhưng thanh thế mới chấn phát nên chưa giành được phần thắng. Hoàng Ngũ Phúc có ý đề phòng, gọi Trần Duy Trung lại hỏi Văn Chính là người như thế nào. Duy Trung đáp, chính không có tài làm tướng, tuy có lòng trung nghĩa khẳng khái nhưng không có mưu kế đánh giữ, ngày đêm chỉ rượu chè đàm luận những chuyện vu khoát. Ngày xưa, có kẻ mưu trí mà giết được Trương Phi, đổ rượu cho tạ an mà đánh bại quân tần, nhưng chính thì không phải hạng người như vậy. Ngũ Phúc bàn bèn sai bọn Hoàng Đình Thể, Hoàng Đình Pháp theo đường núi qua bãi trầm ma phất cờ gióng trống, hò reo trèo núi vượt sông, bất ngờ ập đến đánh. Tướng dự đồn là bọn Tường Quang, Doãn Đức vội ra nghênh chiến, liền bị giết tại trận, Ngũ Phúc bèn truyền lệnh đóng cầu phao để đem quân qua sông. Nhân lúc quân Nam không phòng bị, quân Hoàng Ngũ Phúc từ hai phía đánh khép vào. Nguyễn Văn Chính dẫn quân ra giao chiến bị giết tại trận. Quân sĩ, kinh sợ tan rã. Hoàng Ngũ Phúc bèn cho quân tiến vào chiếm Phú Xuân. Bấy giờ là ngày đinh mùi tháng 12, năm Giáp Ngọ, niên hiệu Lê Cảnh Hưng, năm thứ 35, tức tháng riêng năm 1775 lại nói chuyện sau khi kinh thành phú xuân bị vây hãm định vương nguyễn phúc thuần sai tống phước đạm đem số quân còn lại trong thành ra chống cự ở cửa bắc phước đạm là người huyện hương trà là hậu duệ của công thần tống phước đào lúc bấy giờ đạm đang giữ chức tham mưu ở đội trung quân định vương thấy đạm là người trầm tĩnh có mưu lược bèn cho giữ chức giám quân ở dinh trung quân Định Vương lại sai Hoàng Tôn Dương dẫn quân đi trước ra cửa đèo Hải Vân. Quản đội tả Thủy Nguyễn Cốc, quản đội Trung Thủy Võ Duy Nguy, quản đội Tiền Thủy Trương Phước Dĩnh dàn chiến thuyền chờ sẵn. Khi quân Tống Phước Đạm thua trận, Định Vương xuống thuyền ra cửa Tư Dung rồi vào Quảng Nam, ghé dừng lại ở Bến Giá. Chuyến ấy có Tôn Thất Tĩnh, Tôn Thất Kính, Tôn Thất Trí, và bọn cai đội nội thủy Nguyễn Cửu Thận, Trương Phúc Dĩnh, Đỗ Thành Nhơn cùng đi. Định Vương nghĩ Nguyễn Cửu Giật là kẻ trung nghĩa đáng tin cậy, bèn triệu giật về hành tại. Cửu Giật là con thứ ba của Nguyễn Cửu Pháp, có tài làm tướng, vì công thu phục Mỹ Thị, được Định Vương điều đi đánh quân Tây Sơn. Mỗi khi ra trận, giật thường cưỡi voi, mặt đỏ như cục than hồng, tiến đến đâu quân địch đều sợ dạp như cỏ lướt người ta đều cho là quan vân trường tái thế giật thường cho quân mai phục dưới chân núi rồi khiêu khích cho quân địch ra giao chiến địch quân bị thiệt hại rất nhiều giật cũng cho đặt súng lớn ở trên thuyền rồi dụ cho thủy quân địch ra giao chiến thường giành được phần thắng quân tây sơn chiếm đóng ở đồn thiên lộc quân triều đình nhiều lần tiến đánh mà không được Giật bất ngờ đem quân đánh úp từ phía sau, quân địch tan rã phải rút chạy về bến ván. Trước sau giật đánh hơn 10 trận, lần nào cũng giành phần thắng. Bấy giờ giật vâng lệnh đến bến giá cùng với các tướng bàn định. Thấy đất Quảng Nam binh lương không đủ dùng, thế khó giữ lâu dài, bọn giật xin định vương dẫn bộ thuộc vào gia định để mưu đồ việc khôi phục. Định vương cho là phải, lúc ấy tôn thất trí tâu rằng. Này gặp lúc vận trời gian nan mà ngôi tự vương chưa định xin vương trượng lập hoàng tôn dương làm thế tử để yên lòng người hoàng tôn dương là con thế tử hiệu được định vương nhận làm con nuôi hoàng tôn dương tướng mạo khôi ngô tuấn tú lại có hiền đức được mọi người kính thuận bấy giờ định vương chưa có con trai bèn lập dương làm thế tử cho ở ngôi đông cung giữ chức trấn thủ quảng nam được toàn quyền xử trí mọi vực binh dân trong ngoài hoàng tôn dương bèn hạ lệnh cho các tướng kiểm điểm các quân thủy bộ định kế sách tiến thủ tướng tây sơn nguyễn nhạc do thám biết rõ sự việc bèn sai bọn tập đình lý tài đem chiến thuyền ra cửa hiệp hòa nhạc thân dẫn quân bộ ra khỏi nguồn thu bồn hai đường thủy bộ cùng lúc tiến đánh Nguyễn Cửu Giật đem quân ra trận bất lợi, phải chạy về Trà Sơn, Đông Cung Dương phải lui giữ lũy Cú Đê, định vương rời đến Liên Chử, tự bến sen, sai người đến thuyền bảo Đông Cung rằng. Nay phía trước có giặc Tây Sơn, phía sau có quân họ trịnh, quân ta chưa đầy một nghìn, lương thảo thiếu thốn. Và lại Cú Đê là nơi đất hẹp mà quân gia định thì đã lâu không biết tin tức ra sao. Vì thế, ta cho nguyễn cửu thận làm hữu quân đại đô đốc cùng với đông cung ở lại giữ lũy cù đê còn nguyễn cửu giật thì sửa soạn chiến thuyền để hộ giá đi gia định sau đó sẽ thu thập quân lính đánh ra phú yên quy nhơn để chia thế giặc lúc ấy quân ở cù đê của các khanh sẽ hợp sức tiến đánh đó là phép đánh xa để cứu gần vậy đông cung dương bèn vâng lệnh ở lại giữ lũy cù đê bọn tôn thất tĩnh là tôn là em của tôn thất dực tôn thất trí con thứ sáu của võ vương cùng tống phước đạm đều ở lại làm thuộc hạ mọi việc sắp xếp xong đoàn thuyền của định vương nhổ neo tiến vào gia định gặp lúc trời nổi gió lớn nguyễn cửu giật và tôn thất kính ngồi ở thuyền khác sợ thuyền nghị gặp nguy bèn chắp tay khấn thần linh biển phù hộ cho các quốc vương được tai qua nạn khỏi cửu giật khấn Giật tôi bất tài khi sống đã không thể cứu Chúa khỏi cơn nguy biến, nay gặp sóng gió, sống chết không biết ra sao xin được Hoàng Thiên định đoạt. Tôn thất kính quay lại nhìn thuyền ngự của định vương mà kêu lớn. Sóng to gió lớn mà chỉ trèo trống bằng sức người thì làm sao qua khỏi. Vừa nói xong, thuyền bị lật úp, Nguyễn Cửu Giật và Tôn Thất Kính đều bị chết đuối ở trên biển cả. Bấy giờ thế tổ cao hoàng đế bàn triều, tức Nguyễn Ánh, mới 14 tuổi, ngồi cùng thuyền với định vương nên may bắn thoát chết. Thế tổ thấy giật và kính tử nạn, trong lòng rất đau xót. Khi thuyền đến phía ngoài huyện Bình Khang vừa may có bọn Tống Phước Hiệp, Nguyễn Khoa Thuyên, từ đồn hòn khói đến đón. Định vương cho Tống Phước Hiệp làm tiết chế, tước tính quận kính quận công, cho Khoa Thuyên giữ chức tham chính, các thuộc hạ khác như Nguyễn Văn Nhơn được giữ chức cai đội dưới quyền của Đốc Chiến Kiên, theo làm bộ hạ của Phước Hiệp đóng ở huyện Bình Khang để chống giữ với quân Nguyễn Nhạc. Nguyễn Khoa Thuyên cùng trưởng cơ Nguyễn Phước Thuận làm hộ giá vào gia đình. Phước Thuận là cháu của quận công Trương Phước, Trương Phước Thức, con trai của cai đội Trương Phước Duyệt. Miền gia định xưa vốn là đất chân lạp, các triều chúa Nguyễn vào khai phá, nhập vào bản đồ nước ta, thường gọi là xứ Đồng Nai, trên tên chữ Hán là Lộc Giã, phía đông nam giáp biển, đất đai phì nhiêu, phía tây bắc giáp Cao Miên, núi rừng trùng điệp, đất rộng người thưa, quân mạnh lương đủ. Chấn giữ đất này có thể chế ngự được các vùng thiểu số, khống chế được nước Xiêm, nước Lạp, quả thật là một miền phiên trấn hùng mạnh của nước Nam ta định vương Nguyễn Phúc Thuần dừng lại ở Bến Nghé, gia định giao cho Hoàng Tôn Phúc Ánh giữ chức trường sử, chỉ huy quân tả dực. Quan quân gia định theo thứ bậc đến hành tại Ít Kiến, người địa phương là Mạc Thiên Tứ cũng đến bãi Yến định vương. Thiên Tứ là con của đại tướng quân Vũ Nghi Công Mạc Cửu, là người có công khai phá chấn Hà Tiên, thời chúa Ninh Vương tức Nguyễn Phúc Chú, Mạc Cửu được bổ chức đô đốc chấn thủ Hà Tiên, nối đời làm bề tôi Nam Triều. Thiên tứ có công, chiêu tập dân chúng khai phá đất đai, gần đây bị quân xiêm đánh phá phải lui về giữ đạo chấn giang, sai thuộc hạ trở thóc về kinh cung cấp quân lương. Đoàn thuyền của thiên tứ đến ngoài biển Quy Nhơn thì bị giặc cướp. Thiên tứ đang lo buồn, nghe tin định vương đã vào Nam, bèn dẫn các con đến hành tại Yết Kiến. Định vương thăm hỏi, khen thưởng, rồi ban cho thiên tứ tước quận công. Các con của thiên tứ là Hoàng, Thanh và Diên đều được giao chức quan tước, sai trở về đóng giữ đạo Trấn Giang. Sau đó định vương truyền cho Trương Phức Thận, sai người ra Quảng Nam báo cho Đông Cung biết. bây giờ, đông cung vẫn đóng ở giữ cu đê nguyễn nhạc sai bộ hạ là thống xuất diện tiên phong tường đem quân đến đóng ở thúy loan và bồ bản làm quân thượng đạo sai tập đình lý tài đem quân đến đóng ở ba độ làm trung đạo sai đốc chiến phong hổ tướng hãn đem quân đến đóng ở hà thân làm quân hạ đạo ai hẹn đón trước đông cung thế tử sẽ được trọng thưởng đông cung biết được tin ấy bèn sai mưu sĩ mưu sĩ là giáo quý đến khuyên dụ bọn diện tường đầu hàng bọn diện tường đem quân thượng đạo theo về với đông cung nguyễn cửu thận hộ vệ đông cung đi theo đường núi thì gặp tập đình lý tài đem quân đến ô nha đón đánh quân cửu thận bị thua phải rước đông cung chạy về phố hộ an nguyễn cửu thận chết tại trận tin báo về hành tại ở bến nghé định vương sai người truyền cho tống phước hiệp vạch kế đánh quân tây sơn để cướp lại đông cung sứ giả chưa kịp ra đi thì quân do thám từ quảng nam trở về cấp báo hoàng ngũ phúc và quân tây sơn đang đánh vào cẩm xa đúng là thất thế rồng thần nhàn vượt biển thừa cơ hổ dữ thét trèo non